em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được ạ. Bên đây dù thơm thơm vất luôn á. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng á. Em thích cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này em... hồng chưa gì vâng. Không. Sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Rồi gia đình nhà gái. Chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Huỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Bình Định, hiện đang là giáo viên mầm non. Vậy hả, ở đâu, em dạy ở đâu? Dạ, em làm ở quận 9 đó chị. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Sơn. Quê em Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Sơn, quê em ở Bình Định. Hai người cùng quê ha, mừng rồi đó. Em ở huyện nào ở tỉnh Bình Định? Em ở Phù Mỹ. Em ở Phù Cát nè anh. Phù Mỹ, Phù Cát sát bên luôn á. Dạ. Thì hiện tại em đang làm việc ngoài Hà Nội ạ. Em làm gì Hà Nội Sơn? Em đang làm ở phòng khám nha khoa. À, nha khoa Hà Nội. Dạ. Sao cười dữ vậy em? Trước đây em học chính là sư phạm thể dục thể thao, và cũng có một chút gì đó nó có duyên với nha khoa, nên sau một thời gian thì lại chuyển ra Hà Nội. Ủa sao em làm nghề nó không hả? Không có liên quan tới cái em học hết trơn hả? Em vừa mới nói tới, gọi là em giới thiệu em xong cái bên đây bạn gái cười quá trời luôn. Giờ chị muốn biết tại sao cười dữ vậy? Khi nghe anh nói là anh làm nha kho, tại vì răng của em nó không được đều quá. Răng không được đẹp. Dạ, cho nên bây giờ gặp một người làm nha khoa mừng quá hả em? Dạ em. Nhưng mà đừng vì cái răng mà bấm nha. Bây giờ em nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình cho các bạn bên kia nghe đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khứu giác đó chị. Em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được ạ. Bên đây dù thơm thơm vất luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thẳng tính quá, đôi khi hay quên, cộng hơi ít nói ạ. Bạn kia thích chơi thể thao, còn em thích nghệ thuật không? Dạ em thích hát và... Hát hay không? Hỏi hát hay không khó nói, cứ hát xong biết tại liền. Tại vì cô giáo mầm non á, cho nên rằng á là... Có nhiều cô giáo mầm non hát cũng ấy lắm. Em thấy em hát hay mà. Em hát thử đi em. Dạ vậy cho em xin phép được hát. 2, 3, bắt đầu. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi. Một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu. Lần sau cuối gặp nhau đừng chờ trăm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi. Một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu không? Em hơi hồi hộp, cái thứ nhất thứ hai nó bị quá hồi hộp, em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp, cái tông nó hơi cao, cũng có lúc gió nó hơi mạnh, nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Nhưng tại mối sao tình đầu tiên ạ? À? Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả?
Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha. Thôi chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Chào em. Em mét nhiêu vậy cưng? Dạ em mét 8 ạ. Mét 8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa. Có chị tính tình đúng không? Dạ sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không? Không? Dạ không chị. Không, không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ có. Có. Và có bàn chân đẹp á chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em thua cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này em... hồng chưa gì vậy? Không, gót có màu vàng rồi. Chết rồi, quá mà. Gót làm ruộng không à. Gót này đen rồi. Sao gót của em có coi hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị Hai ơi. Nghĩa là nó chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn cái chân đẹp, em có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị nhắc. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót cái này lên chụp hình gửi qua bển thôi. Ta tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, hiểu không? Hả? Gót này nó cũng rất lẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi nó coi hình luôn đi. Ừ. Đó. Đó, cái bàn chân đó, đây hồng cái gót không? Này hồng dạ, đó. Dạ coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi. Ở cái chân này nè chị, cái... nào? Cái mu bàn chân, thiện cảm hơi nhiều được không? Lông chân, ít thôi chị. Gì nữa? Dạ, em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không muốn bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít thôi chị. Ít chút đỉnh thôi. Chút lông hả? Thôi giật giá thôi, giật giá. Ở chân lên cứ chụp luôn coi. Rồi. Kiếm cho chị kỹ nha chị. Coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều. Quẹt nha. Quá, dạ, được à. Quẹt quá còn lộn được, hình rồi. Nữa nha. Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng rồi. Chưa? Trời ơi, hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, được đây chưa? Đây bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ, em chào ta anh. Ta đẹp, ta có quyền. Gái. Em thì em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Ừ, có duyên, khỏi quá chụp. Duyên rồi. Với quá cái có mặt duyên. Mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất là phúc hậu luôn. Rồi, gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều lông được không? Ừ, không hả? Dạ. Đâu có nhiều, cái này giảm giá chút đỉnh thôi, không có nhiều. Được rồi. Nè, tí nè. Chụp hình cho nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Nay toàn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Nhìn được rồi. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Dạ, coi lắm đồng tiền không à. Cười coi, cười coi, rồi đó, ngon luôn. Còn gì nữa không? Để chụp luôn lúc. Dạ thôi. Tôi thấy cái trường hợp này nên cho các bạn gặp nhau đi. Chứ giờ á, hỏi người mình... thân thì đương nhiên phải hỏi người thân rồi. Chứ bây giờ không là chụp hình từ sáng tới chiều. Đúng rồi đó. Nổi đâu. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và em gái cùng các chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Hồng Quang, em chào anh Huyền Linh. Chào em. Em là Kiều, là dì của Bé Như. Em đến từ Bình Định. Em có nhận xét bạn trai bên này như thế này. Bạn trai này rất là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Được đã Bé Như ơi. Được ạ. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với hai anh chị cùng đồng hương ạ. Dạ đầu tiên em xin chào anh Huyền Linh và chị. Rồi mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung là cùng ở Bình Định, cùng hiền lành, cùng thiện tính. Khi hai bạn đến chương trình này thì các bạn có cái duyên với nhau. Mình nghĩ là hãy tiếp tục cái duyên đó và tiến tới với nhau. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Mở rào đi. Mở rào. Mở rào. Hôm nay đến chương trình thì anh có một món quà tặng gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn, là một ngôi nhà. Đó nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh là có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi giớ à. Giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót sen chân hồng. Gót sen hồng. Dạ. Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng từ cái thiết kế cái bối cảnh. Em tự làm hết đó. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. Rồi không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh là như thế nào nha. Dạ em thấy anh thiện lành. Chỉ có cái chiều cao là nó
Ngoài sức tưởng tượng của em đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp à. Anh có cảm nhận gì về em ạ? À? Mở rào ra thì tim anh nó hơi đập, hơi loạn. Anh muốn hỏi em á nhiều hơn một tí. Dạ. Về cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên anh muốn có một cái người yêu của mình á, biết quan tâm chia sẻ, và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm hơn một năm đến một năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ, anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Đứng lên. Ừ, cho nắm tay nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi. Câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau, gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai Bình Định luôn rồi. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình phải không? Hai bạn vậy gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó, mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Em tuyệt không vời. Nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình. Rồi, em cảm ơn chương trình. Chúng ta lấy tay vào bài hát thôi. Nào. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào. Nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những giờ nụ cười rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên, thì em trai hứa điều gì đi. Em chào các chị. Thì em cũng, trước tiên thì em cũng cảm ơn chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết bạn được. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên. Rất là dễ thương. Hai đứa rất là tự nhiên luôn á. Không, bé này nó trong... cực kỳ thật thà luôn. Đúng bé rồi. Này. Chúc mừng hai em. Thôi chúc mừng hai đứa. Nào, hãy nắm tay đưa đi. Để chúng ta hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Rồi đây. Và các bạn, cây hạnh phúc này hãy vun trồng nó nha. Bao nhiêu gốc cưng? Dạ hai công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mừng mít luôn á. Mồm lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nhỏ em kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây em kêu bé bự được nè. Gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lên. Trời ơi. Trời ơi, cá tính không? Dễ sợ chưa. Rồi chào hai bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân. Và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Trời. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào em. Quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa, tại vì nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ, nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái?
Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc. Cùng một lúc nhiều việc được đúng không? Việc. Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Với lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của em. Rồi, thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh, điểm yếu của chàng trai nè. Dạ, điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ, có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giờ được tiền. Giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi, khỏe, khó bằng cái kia được rồi ha. Rồi điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là tính hay quên, có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ, nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi có bạn mới nhậu thôi. Trong một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi hai tuần mới có ngày. Tao lo làm ăn mà, 2-3 tuần mới có ngày, không sao đâu. Mà 6-7 lon nó chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa, nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ, nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ, 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ, mít Thái. Mít anh gì? Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào chân á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ, em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương thời em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ, cao từ 1m55 trở lên. Rồi, có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó, thì chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé. Em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi. Còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây. À, chào bé. Dạ vâng. Kêu bé bự cũng được. Bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư mỡ rồi. Nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm. Vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng chưa? Rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi à. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Dạ. Em gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông dạ. báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn về má mới cho về. Chẳng má, những dẫn về mà còn giác thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Hôm nay anh có giác không mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân.
Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Thằng gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi là mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Để giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi, cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần, tấn công tới tấp. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng rất thích quà. Mít là dè qua đây thôi khỏi trao đó, dè qua đó. Em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với mú tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi, cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh, thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì đúng không? Ship luôn người thôi người. Dạ, vậy được á anh. Em sao em lại tặng bông hướng dương? Em thích hướng dương với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời, một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng như. Hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mỗi bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn chỉnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống gần giống cái mặt em á. Nó cũng đều tròn giống cái mặt em. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như trái mít nè, em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nó bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu mà. Trái mít là giờ nó lằn không chứ nó không có đi. Rồi bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới còn. Anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngập môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, những phút giây thật tuyệt vời, là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh rung quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu vô đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút, còn chuyện cô gái bấm hay không chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ. Vâng, không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Wow. Rồi nắm tay đi. Chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên
cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bên bạn gái cho con được quen chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói có bác kìa, nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời ơi. Mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung. Chứ còn không có, có nhiều người rối á, cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt nó mũi dữ. Chúc mừng các bạn. Dạ vâng. Rồi chúc em hạnh phúc. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi hiện nha. Hiện tại bạn là trai em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho có chỗ nghỉ em rồi. Ơi, thôi. Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá Linh á. Đúng rồi, đơn giản thôi. À, tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi, rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về chi đúng không? Dạ. Rồi mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng chứ. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha, Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Trong giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. À học y sĩ. Tức đó, là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ phải đúng không? Rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi hiện tại bạn là trai em đang kinh doanh gì? Kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho chỗ nghỉ em rồi. Ơi em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ một bữa. Dạ được anh. Thôi. Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. Đơn giản nữa, không phải như đi công viên bất cỏ. Hẹn nhau cỏ. Ở nhà nghỉ. Ủa, cần sao, công ta nghĩ kỳ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bày hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến dạ. Mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á. Mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại? Dạ. Bao lâu rồi em? Dạ khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi. Dạ. Bạn trai sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Của em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ có. Rồi nãy em tưởng đâu là mối tình.
Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về Di đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em, em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Ồ, vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu. Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu, lượng rượu rất là cao. Sợ gì làm gãm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc, chứ không phải là biết trời nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu. Biết nhậu thì từ từ nó ghiền, xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xì xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi coi bên coi đàn đi, đàn đáp ứng được nhu cầu của em hay không. Quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ, gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Nghỉ hả? Giá nhiều phòng cưng. Trời anh là hả, miễn phí. Trời ơi, thấy chưa? Chút gì cái gì, cái giá miễn phí liền rồi. Dạ, đó, dạ. Bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh đó. Anh hay đi quay đây đó xong mệt, ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Rồi tôi ngó bên đằng trai. Nói đi, nói đi. Chơi gì? Nãy giờ dạ, khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? À, nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À, chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cũng cảm được ơn má rồi nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó. Quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi, dạ. Em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai. Chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chai nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra, là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy dạ anh tặng cái nước hoa Gucci vậy chị. À Gucci dạ, rồi, đúng rồi ha. Dạ. Rồi, dạ em cũng rồi, thích rồi, nước hoa lắm. Bây giờ đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hamed em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Với tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe. Dạ anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim tinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ, đừng tô màu đen rồi. Là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp.
Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ, ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhờ cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy, nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu anh ha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm, nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới thì ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau, thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Thí dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên Điện Gần mà em. Dạ đúng rồi. Điều đó là khoảng 45 phút. 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Nhìn em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho xin nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời ạ. Nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tụi em sáng tác rồi. Có gì không hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng rể ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để rung quá. Rung quá, hồi hộp quá. Dạ. Phải không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây nợ đôi ta tạo thành xin hết. Rồi. Đó, mong bây chàng giờ... rể hiền đó, rể hiền để ngoan bây giờ, đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi đôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha, chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi, hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn năm em vẫn chờ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị, chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian, chúc mừng. Rồi bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó. Con xin phép cô là con cho con được quen. Em là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau coi nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó. Ông đừng có quên của nó thôi. Ông làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đôi môi này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má. Ai lần hai? Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Chưa. Phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu.
chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, bước với nhau bước. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên đúng lắm không? Đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vì không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha. Dạ. Yeah. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi, gặp nhau cứ giải thoát ế không. Mấy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Xin mời bên đàn gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn gái phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Biên Hòa Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi. Mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ạ. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt mình hơi đỏ. Là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bạn Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. Vậy hả? Hai người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Cho dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe.
Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi, đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi, cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ đó là cái nhút nhát trước đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trước đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Thôi là... đâu, nhút nhát thì em hát. Em hát dạ, tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ, vâng. Rồi đáp lại bạn gái luôn, hát câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Rồi em sao? Rồi lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng lập bên gia đình, nên là hai người cũng... Rồi thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi, sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Thì anh ở ngại, đây thôi mà. Anh có ngại xa không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu, nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn nữa hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh? Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định đang em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Vùng Mỹ. À, không gì cũng không xa cách mấy đâu. Dạ. Rồi, bạn nam. Dạ thì bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm. Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hói. Sao sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Thuốc không? Anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em, nhìn anh coi có quăng không? Dạ. Không, tóc anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? Đầu có chút chút chuẩn bị có hơi hướng hói. Dạ anh chị ạ. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói, không, nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây sao? Có em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, biết chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao cả, chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Nói như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi.
Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em cũng sợ lắm anh. Mà rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè? Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi em đưa đây yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ trên. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy coi đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Bây giờ tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa cô? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức thì gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh. Trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận nè, cảm nhận á là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng đó. Bây giờ mình hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ. Và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ, em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ, công việc ổn định ạ. Dạ, còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời, tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi hả cô? Thôi bây giờ mở rào đi. Mở rào đi nha. Mở rào. Chào em. Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà... Em cũng có quà để tặng anh. Món quà dạ, đi quà, cho có một cái sự liên kết coi nè, coi như là ý nghĩa của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này. Nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ. Chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher triệt râu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Rồi, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này em tặng bạn một cái đèn ngủ. Cái đèn ngủ khá là cute. Đâu cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm theo mọi người coi nào. Anh đang muốn... Cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ đúng. Với món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng làm sao? Ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tự trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhau cứ giải thoát ế không? Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm, mời những ai. Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương. Nhìn năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả. Nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh.
Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian, miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì cái đấy là cái em cứ định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối cũng rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không, hay sao? Ừ, anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu. Đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần dạ. Không ông? Sát bên. Gần sát luôn ạ. Sát bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu. Cứ để đó anh lo được rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ. Thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại. Nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình thì nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh tại có vì... chứ. Nếu mà không nếu một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là đâu. Nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Dạ. Thấy cái mồi này dạ. Có bộ ghen à nghe. Ghen à? Dạ, em không có ghen đâu chị. Em rất là thoải mái, không có ghen. Nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi. Chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra. Đúng rồi, giờ cái kim nó bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành. Muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Hai chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thì thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau, và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến. Và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo cái sự mối quan hệ hòa hợp với nhau. Tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam phải có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của anh. Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái. Sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi. Hôn kêu luôn. Rồi một lần nữa thì chúc các bạn hạnh phúc. Chúc các bạn sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ vâng. Em cảm ơn. Dìu bạn gái đi. Đúng rồi. Mấy đứa nhỏ mà nắm tay nhau nó đi thấy thương quá à. Rồi biết chừng nào dự được đám cưới đó ta. Mong sớm sớm chút đi. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỷ đó em. Rồi thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho luôn. Nữa đó. Dạ có mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Ở tiện cả đôi đường không? Bấy giờ Toshiba điều khiển từ xa, giặt
Mời bạn nam. Đây. Rồi mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ, dạ chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỷ đó dạ. Em thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Út út hết luôn hay là còn út nữa? Dạ còn út nữa. Trời ơi. Em là út nhất, còn út nhì là út hết. Thường dưới quê hay có nhiều út lắm. Út dạ. Nhất, út thêm, út nữa, rồi út bét, rồi út chó. Dạ. Là em út nhì, còn út ở nhà là út mót anh. Út mót nữa. Mót, dạ. Trời ơi, thấy mót có tên là út lòi nữa. Tức dạ. Là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đắn một chút. Em có cái tật xấu gì không? Dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó? Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi, dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ. Bút sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em, mà nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình, anh sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ. Tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, kinh ghê. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ dạ. Tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Em 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có 2 mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Hả? Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào dạ, trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sát. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào em. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng, có trắng không chị? Em nói có trắng lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm, trời quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đoán. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Hiểu gì chị? Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè, dạ. Nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động, dạ. Có duyên, dễ thương. Nhưng mà... Dạ, em chào anh. Chào anh gái. Nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó? Không phải ế.
chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân người ta đi học là người ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Hỏi những cái câu đó sao không trả phải. Lời như tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi, cái chuyện đó mình không hói hay không là do tính tình của người phụ nữ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. Rồi chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối hoài cái con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường ông. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không phải là nhút nhát, cũng không phải là gì mà hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Còn vậy thì... là có hai em gái hả? Em gái mẹ. Của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ, thì tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ. kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây thì sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉnh liền, anh không có nhậu dạ. được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi, bây giờ anh trai, em đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn Rồi, em dạ, gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Trời ơi. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, yeah. Rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn á anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn? Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Có tiện cả đôi đường không?
Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Ngay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt đó, thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên rồi, mình trả hiếu cho cha mẹ. Em ở đâu em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin, nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh, chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không cứ thôi? Nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ, bolero thích không? Dạ có luôn. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi em. Dạ bolero em ơi, thì em đêm hát. Làm một bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Rồi. Rồi, mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào, cái nụ hôn đầu tiên con vui lắm nha. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Luôn đó, đầu đời luôn đó nghe. Mọc ốc không? Không? Mọc ốc không? Có trúng không Úc? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Úc này thiệt tình lại không trúng đâu mà Úc. Úc lo kỳ quá, Úc không. Lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi, trúng rồi. Nó phải trúng. Đúng chưa? Dạ rồi. Hả? Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi. Đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Cưng quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha.